Huyện Bắc Tân Uyên tổ chức chính đoàn đến thăm chúc thọ và tặng quà các cụ cao niên trên địa bàn huyện. Tại những nơi đến, lãnh đạo huyện đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của các cụ và gia đình, chúc các cụ sống lâu, sống vui, sống khỏe cùng con cháu và cộng đồng, là tấm gương để con cháu học tập và noi theo. Trong đợt này, toàn huyện Bắc Tân Uyên có một cụ tròn 100 tuổi và 33 cụ tròn 90 tuổi được huyện đến thăm, chúc thọ và trao tặng quà.